Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm kiểu chuối nha các bạn. Thì nguyên liệu mình có chuối nè, khóm với gừng với đậu phộng, mè, muối với lại chanh với lại đường. Trước tiên là mình sẽ gọt cái phần gừng, gọt cái phần gừng ra, mình sẽ ngâm với nước muối nha. Con nước đó là mình cũng chuẩn bị sẵn rồi nè. Bây giờ mình sẽ để cái phần muối vô, để vô đặng mình ngâm. Gừng thì bây giờ mình sẽ sắc sợi ra đó, giờ mình sẽ sắc mỏng như vậy nè. Rồi sau đó là mình sẽ sắc thái sợi nó lại, mình sắc thành mỏng vậy ha. Xong mình sẽ sắc mỏng lại như vậy, mình bỏ vô trong cái phần muối. Mình sẽ vô các tô nước muối á, mình ngâm. Rồi sau đó là mình sẽ làm tới cái phần chuối ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ bầm thớm nè các bạn, bầm thớm một hồi để mình sẽ ướp chung với phần chuối. Và bây giờ tiếp theo là mình sẽ làm cái phần chuối nha các bạn, mình lột chuối ra. Chuối là chuối chín, làm chuối chín như vậy nè, làm nó mới ngon nha các bạn. Nếu mà các bạn mà có thời gian á, các bạn mà đem đi phơi á, mình làm cho nó hơi khô khô tí xíu á, thì cái phần chuối á, nó sẽ ngon hơn. Giống như là mình làm cái mứt chuối dẻo mà phơi, mình phơi là phơi khô rồi á, còn cái này mình không có cần phơi. Giờ mình sẽ để qua bên cái thau như vậy. Một hồi á, là mình sẽ coi cái chuối nào á mà nó chưa có là nhừ á thì mình sẽ bóp lại nha. Rồi bây giờ cái chuối á mình đã làm nó nhừ rồi nè các bạn, nè nạo á nó đã nhừ rồi đó. Bây giờ mình sẽ ướp đường nha. Nếu mà các bạn ở nhà mà có đường nhuyễn á, giống như là các đường mình xay ra các bạn này, giống như là cái phần đường bụi á, thì mình ướp á nó sẽ lâu, nó mau tan hơn. Còn như nhà mình á chỉ sử dụng là cái đường còn hạt á, chứ không có làm cái đường bụi đó, cho nên nó làm ướp là nó hơi lâu tan chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ ướp đường, rồi sau đó để khi nào cái phần đường á tan thì mình sẽ đem đi lên mình nấu, mình sơn lại nha các bạn, mình sơn kẹo lại. Rồi các bạn đó, bây giờ cái phần chuối á, đường á đã tan hết rồi nè. Rồi bây giờ sau đó mình sẽ đem xuống mình sơn nha. Còn cái phần gừng á là mình ngâm với nước muối từ nãy giờ nè. Bây giờ là mình sẽ vớt ra, mình để cho ráo, mình sẽ sên trước, mình sẽ xào trước cái phần khóm với lại cái phần mứt, cái phần gừng trước á, rồi sau đó mình sẽ cho chuối vô sau nha. Mình sẽ xào trước cái phần khóm nha. Xào phần khóm nó đặng cho nó giống như là cho nó dẻo lại các bạn. Khi mà mình thấy cái phần khóm mà nó chín á thì sau đó mình sẽ để cái phần gừng vô. Mình cũng cho đường vô nè. Đặng cho nó thấm với trong khóm nó sẽ ngon ha. Mình sẽ cho cái phần gừng vô luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho chanh vô, để cho cái phần kẹo nó sẽ dẻo hơn. Đó, rồi mình xào lên, xào cái phần thớm với gừng lên. Các bạn thấy cái phần á khóm là nó hơi trong trong nè, cái gừng cũng trong nè các bạn. Đó, rồi sau đó mình sẽ để cái phần chuối vô luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho chuối vô luôn nha. Mình sơn cái kẹo này á các bạn, kẹo chuối này á là mình sơn cũng khoảng tiếng mấy, 2 tiếng á. Tại vì phần cái chuối này chuối tươi á, chứ không phải là chuối khô, cho nên mình sơn hơi bị lâu á. Cho nên là các bạn có gì đợi mình tí xíu nha. Khi nào mà mình quay mà chuối mà nó hơi dạng như hơi sợp lại á, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha.
Các bạn, cái phần chuối bây giờ nó đã hơi gáo gáo rồi nè, nhưng mà mình cũng vẫn để cái mức lửa nhỏ, mình cứ đảo đều như vậy nha. Khi mà chuối mình thấy nó chỉ sang màu mà giống như là màu nâu nâu á, rồi sau đó là mình sẽ thử lại trong cái chén nước á, là coi cái độ dẻo của kẹo á nó sẽ như thế nào ha. Các bạn đó, cái phần kẹo của mình á bây giờ nó như vậy là đã được rồi nè các bạn đó. Bây giờ là mình sẽ thử cái phần đường nha. Mình lấy mình thử, mình cũng sử dụng một cái muỗng nè đó, mình vít kẹo ra, mình để vô trong cái chén nước. Giờ mình sẽ bóp cho các bạn xem nè, kẹo nè rất là dẻo luôn đó. Khi mà mình bóp á, mình thử như vậy nè đó, các bạn thấy nè, cái phần kẹo nè nó không có bị rời ha. Và sau đó bây giờ mình sẽ để thêm cái phần đậu phộng nha các bạn. Giờ mình sẽ để một ít đậu phộng vô trong đây nè. Và sau đó là mình sẽ tắt bếp. Giờ mình sẽ trộn đều lên, trộn cái phần đậu phộng á với lại kẹo á, mình trộn đều lên ha. Và sau đó mình sẽ chuẩn bị một cái sẵn, chuẩn bị một cái sẵn với mình để thêm một ít dầu ăn á các bạn. Sau đó là mình sẽ để cái phần kẹo ra cái sẩn đó nha. À, bây giờ mình sẽ để một ít dầu ăn vô nè các bạn. Đó, mình dùng cái bịch đó, bịch trà. Và cái phần bịch đó, cho dầu ăn nó sẽ dính lại nha. Mình cũng mới nhờ má mình đặng đảo cái phần kẹo á, chứ sợ nhiều khi á là mình đảo không có được á các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Trước tiên á là mình cũng cho cái mẹ mình gắt lên đây, gắt lên ha. Sau đó mình sẽ để cái phần đậu phộng vô. Các bạn thích ăn mè nhiều thì các bạn cứ lấy nhiều nha, còn không thì mình để ít thôi cũng được. Đậu phộng á mình cũng gắt vô, mình sẽ trải ra. Trải ra nó đều. Nè các bạn đó, bây giờ cái phần kẹo mình đã trải ra rồi nè. Gắt cái phần mè lên một lần nữa nha. Sau đó mình sẽ ném xuống, ném cái phần chuối xuống, ném cái phần kẹo á các bạn. Bây giờ cái đậu phộng mình cũng gắt vô luôn nha. Ai thích ăn đậu phộng nhiều hay là mè nhiều đó tùy theo cái khẩu vị của các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái bịch đó mình trải xuống, chứ giờ cái giá thì nó hơi bị dính nha các bạn. Kẹo bây giờ nó còn nóng nha. Đó, bây giờ mình cũng sử dụng thêm một cái bịch nè, mình để cho nó nằm trên như vậy nè, mình dỗ xuống, mình dỗ cái phần kẹo xuống nặng cho nó đều với nhau á các bạn. Rồi bây giờ mình lấy cái bịch bao ni lông ra nè, đó bây giờ các bạn thấy là nó đều nè. Bây giờ mình đợi cái phần kẹo nó sẽ nguội, nó nguội bớt á mình sẽ cắt ra cho các bạn cùng xem nha. Cái phần kẹo bây giờ nó đã cứng lại rồi nè, đó bây giờ mình sẽ lấy ra, nhưng mà cái phần kẹo nó còn ấm ấm nha, mình sẽ lấy ra mình cắt thử xem như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt ra thử cho các bạn xem. Lại cho nó vuông cục vuông vuông á các bạn. Giờ mình sẽ cắt tiếp những cái viên còn lại nè. Nè các bạn, đó bây giờ cái phần kẹo á mình đã cắt ra thành thanh dài xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ lại nha.
cắt đây nè. Cái bảng này nè mình làm hơi bị dày với các bạn, cho nên nó làm nếu mà các bạn nào không thích thì mình có thể là mình cắt lại làm hai như vậy nè. Nếu mà cắt làm hai như vậy thì cái phần mặt ở trên đây thì nó sẽ không có mè ha. Bây giờ là mình sẽ cắt như vậy luôn, lỡ rồi. Kẹo giờ nó còn ấm lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt ra như vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cho hết cái phần kẹo còn lại nha các bạn. Đó, bây giờ cái phần kẹo mình đã sắp vô trong dĩa nè, còn ở dưới sủng nè, nó vẫn còn hai một hồi mình sẽ lấy cái bịch vô ô của mình làm vô ô á, thì mình sẽ để cục kẹo vô, xong rồi mình sẽ hơi lửa lại cho nó kín cái phần kẹo á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó cái độ dẻo của nó như thế nào nha các bạn. Mình sẽ bóp cho các bạn xem nè, nó rất là dẻo ha, rất là mềm luôn. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Ăn rất là dẻo, ăn nó độ ngọt của nó là cũng vừa ăn nữa các bạn, nó có thơm mùi gừng, nó có vị chua chua, đậu phộng với mè thì nó béo béo ha, rất ngon. Hồi nãy là nguyên một cái cục bự các bạn, mình sẽ cắt làm hai á, cho nên nó cái phần ở dưới đây nè nó không có mè, nó chỉ có mè cái phần trên thôi, tại nó lớp chính giữa nó đâu có mè đâu ha. Ăn rất là ngon á. Gia đình mình á là thích nhất là ăn kẹo đậu phộng nè, với lại ăn kẹo chuối như vậy nè các bạn. Thích nhất là ăn là mấy cái món như đơn giản như vậy á, mình có thể là mình sử dụng mình uống nước trà các bạn. Mình ăn kẹo mình uống nước trà nó sẽ ngon hơn ha. Rồi mình cũng xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Nếu thích á thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Xin chào các bạn.